Hôm nay em muốn riêu cua đây, nhưng mà không phải là mình nấu mà là mẹ mình nấu. Xem thử công thức mẹ mình nấu như thế nào nhé. Tôi tò mò, bạn cũng thế. À, đây là cái tô của mình nha mọi người, tô to nhất nhà. Rau á, ở trên đây là ăn rau kiểu cắt theo kiểu như thế này, càng mỏng càng tốt. Ăn một rổ rau như thế này nó mới đã. Nhiều loại rau thơm trộn lại với nhau, cắt mỏng ra. Làm một cái nồi nước dùng như thế này mà mẹ mình sử dụng hết hơn nửa ký cua đã lột. Ôi trời, ngọt mà thơm gì đâu. Mấy cái quán bún riêu mà mình hay đi ăn ấy, nó được có một tí xíu riêu cua. Và một tô mình hay ăn thì nó cũng có giá là từ 45 đến 60 nghìn rồi. À, với cái nồi nước dùng này thì mẹ mình không có nêm gì nhiều, chỉ có muối, ít bột ngọt với hạt nêm thôi. À, gần như là giữ lại cái vị nguyên bản của cái con cua hàn cho nó ngon. Phi thêm một ít hành phi ấy, kiểu cho nó thơm.